Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA. iPhone đã trở thành một trong những điện thoại di động phổ biến nhất tại Hoa Kỳ. Một sinh viên 18 tuổi ở thành phố Los Angeles sử dụng kiến thức của mình về iPhone để mở doanh nghiệp cho chính mình. Video phóng sự sau đây giới thiệu về doanh nhân trẻ này. Căn gia này tại Los Angeles đã trở thành trụ sở của Tech World, chuyên trị điện thoại iPhone. Yeah. So I dropped it so I know. Người lập ra Tech World là Vincent Quyết. Tôi năm nay 18 tuổi, là sinh viên đại học. Tôi là giám đốc điều hành và cũng là người sáng lập Tech World. Chúng tôi chuyên sửa chữa và biến cải iPhone theo ý khách hàng. Mẹ gợi quyết bà Carla nói rằng con trai của bà có đầu óc kinh doanh từ hồi còn nhỏ. Con tôi luôn đẻ ra những ý kiến nhỏ để kiếm thêm tiền. Cháu khởi nghiệp lúc còn rất trẻ. Quyết mở công ty Tech World khi còn ở trung học với sự giúp đỡ của một tổ chức có tên là mạng lưới huấn luyện Kinh Yuan. Vài năm trước đây, mẹ tôi phải nuôi con một mình trong lúc tôi đang lớn. Để duy trì lối sống của mình, tôi phải tìm những cách khác để kiếm tiền để mua iPhone, mua xe hơi, cũng như những thứ mà tôi muốn có. Vì vậy, tôi phải tìm cách để trở thành doanh nhân. Mẹ anh nói lúc đầu anh gặp khó khăn khi sắp đặt kế hoạch làm ăn. con tôi bỏ học làm tôi rất thất vọng. Điều cực kỳ khó khăn cho tôi là đi tìm một ngành để khởi nghiệp và điều hành. Nhưng một khi đã có một ý kiến vụt qua đầu, thì tôi biết điều gì tôi muốn làm. Thật là dễ dàng và cực kỳ thích thú. Quyết không những ghi danh đi học lại, mà anh còn thắng giải thi đua doanh nhân trẻ toàn quốc của mạng lưới huấn luyện kinh doanh. Và Excel Ray là giám đốc của mạng lưới này. Anh có tài đặc biệt giới thiệu và trình bày ước mơ của mình một cách rất hấp dẫn, khiến tất cả mọi người thường bao quanh anh. Brisa Munoz là một trong những khách hàng hài lòng. Tôi tìm ra anh trên Internet bởi vì tôi đã được nghe nhiều về chàng trẻ này, muốn biết làm sao anh thắng giải danh nhân trong năm. Vì thế tôi tìm đến anh để nhờ anh sửa điện thoại cho tôi. Qua lời đồng biển doanh nghiệp của anh Quyết phát triển tốt. Anh cho biết mỗi tuần lễ anh sửa tới 10 điện thoại và kiếm được 1.500 đô la mỗi tháng. Anh thuê hai nhân viên, cô Kishi Wheeler là một trong hai nhân viên này. Anh ấy là một chàng trai tuyệt vời. Tôi luôn luôn thấy anh ấy có ý kiến mới mỗi ngày. Thật sự, anh ta có cảm hứng như còn rất trẻ và có sự thối thúc. Điều đó đối với tôi thật là tuyệt vời. Cô Wheeler phụ trách phần kỹ thuật của công ty Tech World. Anh Quyết giờ đây lo về vấn đề tài chính và kế hoạch. Một trong những mục đích lớn nhất của tôi là người làm việc cho chính tôi. Không có ông chủ mà tôi phải nghe dặn dò mỗi ngày. Tôi ý thức rằng tôi là người tự làm chủ. Và tôi nghĩ rằng khi có được thu nhập cao, thì đó là lúc tôi đạt được mục đích. Công ty Techworld là bước đầu tiên để anh Quy thực hiện giấc mơ của mình.